Chào quý vị và các bạn. Như phần 1 của hệ thống xử lý nước thải tòa nhà, tôi đã giới thiệu chung về cái mảng mô hình chung của hệ thống xử lý. Bây giờ tôi xin giới thiệu như chia sẻ với các bạn tổ điều khiển hệ thống bơm nước thải, vệ sinh, quy trình bảo dưỡng, bảo trì định kỳ. Để hệ thống luôn hoạt động tốt, hiệu quả, chính xác thì chúng ta phải thường xuyên kiểm tra hệ thống tủ. Trước khi kiểm tra và vệ sinh bảo dưỡng bảo trì, ta chuyển sang chế độ họp để cho nó an toàn. Làm sao chúng ta đảm bảo tủ ra? Đây là các bộ điều khiển mức bộ báo đường bể của hệ thống nước thải. Tất cả trong khi quá trình kiểm giới thiệu cũng như kiểm tra, chúng ta dùng tay có thể ấn chắc lại các chân con relay điều khiển. Còn đây là bảng hiển thị, nhưng tôi đã tắt công tắc rồi nên bảng hiển thị không thể hiện ra nữa. Đây là hiển thị chỉ số ngày giờ và khối lượng bơm. Còn đây là các timer đặt giờ, bộ điều khiển timer, hệ thống đồng hồ, cũng như bảo hành, bảo trì, vệ sinh các tủ điện khác, hệ thống điện bơm xử lý nước thải tự động. Chúng ta cũng vệ sinh. Bước đầu tiên, ta cũng dùng tô vít bốn cạnh chắc chắn vị trí ốc. Sau khi kiểm tra chắc chắn, siết lại các ốc của áp cũng như là bộ điều khiển, ta tiêu chuẩn vệ sinh rất là bụi bẩn, quét sạch sẽ cả đợt. Ra là tận hơn, chúng ta có máy hút bụi thì chúng ta dùng máy hút bụi lâu hơn, nhưng ở đây không có được xuyên để xuyên như vậy. Đây là các kẻ hiển thị, chân đèn hiển thị cũng cực kỳ quan trọng. Sau khi kiểm tra chắc chắn và đóng tủ lại,
xem bên ngoài đi. Ta trở lại bạn công tác trở lại vị trí ban đầu để tổ chức